Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo ra hiệu ứng sound wave, tức là sóng âm, sóng nhạc. Sao được? Thì bắt nguồn từ cái hiệu ứng này là từ đâu rồi? Ý là có một bạn comment cái hình kiểu mẫu vô rồi hỏi coi mình nhái được hay không. Dương Nguyên Hoàng, anh Phúc nào làm tấm này em coi với. Dưới comment giữ anh bó tay cho coi. Kiểu nào ấy, bắt đầu là nhái, đụng chạm. Nói thôi chứ không sao. Nói chung là mình nhìn thấy cái hiệu ứng này nó cũng khá hay. Có thể là mình nhái nó không có được toàn diện kiểu thế này, nhưng mà ít nhất là mình có thể dựa trên cái của nó để mà mình biết được là nó đã làm cái gì và mình nhái theo được. Đó là một phần thôi, cỡ khoảng cỡ 70 đến 80% là ok rồi. Cho nên là sau cái hình này á, thì bạn có comment thì cuối cùng là mình cũng thử ra này. Đó, cũng không giống lắm nhưng mà được rồi. Ok ha, thì để bắt đầu á, với việc chọn stock ở cái hình này, nếu các bạn sử dụng thì đa phần nó phù hợp cho những cái poster, hoặc là nếu các bạn sử dụng làm avatar cũng được, không sao hết. Nhưng mà làm poster, ví dụ poster cho những cái event là về nhạc sàn chẳng hạn, thế EDM chẳng hạn, thế thì nó khá là hợp. Thì đây mình coi stock ha. Đây là những cái mình đã làm rồi. Đây là stock before after này. Đó, before này, after, before, after, before, after. Đó, kiểu thế. Thì giờ bắt đầu luôn ha, thì mình sẽ tắt cái này đi và cho nó về lại trạng thái lúc mới mở. Thì ở đây, cái vấn đề đối với cái stock á, bạn vui lòng tìm cái stock nào có kích thước, có độ phân giải lớn, và cái hướng mà chụp chân dung á, thì nó phải đối xứng, tức là nhìn thẳng vào ống kính luôn. Thì anh có thể thấy là đây nó đều hai bên này, đó, ánh sáng rất là đều. Đối với những trường hợp ví dụ như các bạn chụp mà sử dụng cái hình có độ phân giải bé quá, nó ra vậy này, đó, nó nát banh ra luôn. Nếu mà sau khi làm á, mà ví dụ như đây các bạn sẽ có thể thấy là cái độ phân giải ở đây mình sẽ biết sao là 800 nhân 1200. Thật ra là nó cũng chẳng lớn lắm đâu, nhưng mà nó đủ. Như thế này mình ví dụ mình coi lại đây để tí xem, 790 nhân 1001, nó cũng không khác nhau lắm, tức là nó còn tùy vào cái chất lượng ảnh nha. Nói chung là hình càng bự thì càng tốt. Có thể là cái hình gốc của cái này nó hơi nét. À đây, lý do đây. Cái hình gốc nó hơi vỡ vỡ như vậy ha, cho nên là lúc mà nó chạy ra thì nó hơi kỳ. Hình tiếp theo, khi các bạn chụp mà không đối xứng, sử dụng những cái hình portrait mà không đối xứng, thì các bạn thấy nó ra hiệu kiểu này nè, nó ra khối đó nhưng mà nhìn nó như cái nồi vậy. Cho nên là dẹp, hình phải to ha, và chụp đối xứng, chụp thẳng mặt đó. Cho nên là mình có cái stop này. Ok ha. Để bắt đầu thì mình sẽ tạo một layer mới, Ctrl Shift N, và chọn cái brush là màu đỏ chẳng hạn thế. Và mình sẽ để cái hardness về 0% ha, để mà cho cái brush chúng ta nó mềm nhất có thể. Chúng ta sẽ bôi vào cái vùng opacity và follow 100%, và chúng ta sẽ bôi vào những cái vùng mà chúng ta muốn tạo cái hiệu ứng sóng, như ở đây là cái mặt chẳng hạn thế, tai, chỉ cần một chút xíu thôi, các bạn đừng làm dư ra, ví dụ như vậy là không nha, hơi thừa lại một chút xíu, chỉ để cho cái phần loang ra nó hơi có ở bên ngoài một chút là được rồi. Chờ như vậy rồi, và cho cái brush nó to lên chút xíu để mà bôi cho nó hơi có một chút đỏ đỏ lấn lấn vào đây nè. Ôi cái này thì quá rồi, quá rồi, để opacity đi. Ok, bắt đầu.
À, vậy là được rồi. Thì sau khi làm xong, các bạn sẽ vào filter, chọn filter gallery. Nếu các bạn sử dụng những cái phần những cái chương trình, những cái phiên bản nó thấp hơn á, thì các bạn cứ việc tìm vào filter và chọn cái filter là sketch và chọn là halftone pattern, ha. Ở cái pattern line mặc định nó sẽ để là dot, bạn sẽ thấy như này, và chúng ta sẽ chuyển nó sang là line để cho nó ngang ra. Và ở cái size này á, các bạn sẽ mặc định lúc đầu nó sẽ chắc là về 11, nhưng mà chúng ta sẽ làm cho nó bự ra một chút xíu như thế này chẳng hạn. Contrast thì nó càng đậm càng cỡ 11 gì đấy. Cái này thì nó cũng còn cái này nó cũng ở cái mức độ là vừa phải thôi ha. Tức là chúng ta vừa nhìn thấy ví dụ như là cái tỷ lệ cái khoảng trống với lại cái vạch đỏ nó gần như bằng nhau là ok rồi. Còn contrast thì cho nó vừa ổn, các bạn thấy nó không có bị lem ra ngoài quá, tăng contrast lên chút xíu thôi. Rồi ok, click ok. Và chúng ta sẽ có cái này. Thì nhiệm vụ bây giờ chúng ta sẽ lấy cái hình gốc ở dưới và đẩy nó lên, chỉ hiển thị ở những cái vùng đỏ thôi. Thì cách làm như sau, chúng ta sẽ vào tạm thời tắt background đi. Để chọn layer 1, qua channel, chọn kênh blue. Đè phím control ha và click vào cái thumbnail của channel blue. Và quay lại layer đầu. Bật lại layer background. À không, nhớ click chọn lại RGB trước ha. Đó, cái vùng chọn ta vẫn còn. Đó, ta sẽ tạm thời tắt đi. Và click vào layer background. Bấm Control Shift Y để đảo ngược vùng chọn lại. Như hồi nãy các bạn thấy lúc đầu nè, đó nó đang chọn cái vùng ngoài chứ không phải chọn cái vùng người. Tức là hồi nãy là chọn màu blue chứ không phải màu đỏ. Cho nên giờ chúng ta phải đảo lại. Đó, thì các bạn thấy nó ra nhỉ. Các bạn sẽ bấm Control J. Control J là cái nút mà giữa phím H với phím K nha. J. Ok. Thì đây các bạn sẽ có thể tắt cái background đi, các bạn sẽ thấy như này. Tạo thêm một layer mới ở dưới ha, có thể click vào New Layer này và fill cho nó màu đen chẳng thế. Có thể chọn cái Paint Pocket Tool, tức là chọn cái xô màu đen và click cái để mà tạo. Hoặc là chúng ta làm nhanh, ví dụ như là ở trên cái các bạn sẽ thấy màu ở trên foreground nó đang là màu đen rồi ha. Thì để fill màu foreground cho nó nhanh á, các bạn đè phím Alt+F Delete. Đó, thì nó sẽ fill thẳng cái màu foreground luôn. Còn màu background, tức là cái màu ở dưới, các bạn là fill bằng Control Delete. Ok. Thì ở cái này mình sẽ nhân nó lên hai lần, hai hoặc ba lần tùy. Mình cứ nhân lên này, nhân hai lần. Và mình để cái này là cái gốc để cho nó giữ cái này lại. Tạm thời tắt cái này đi ha. Và chúng ta chọn cái ở dưới cùng. Vào filter, chọn blur, vào motion blur. Và chúng ta làm cho nó theo phương ngang, ví dụ như là của gốc của các bạn là 45 độ chẳng hạn, các bạn để nó lại thành 0 độ. Gõ ở đấy cũng được, và chúng ta tăng lên sao cho nó phù hợp chút xíu. Ok. Được rồi, ủa sao lỡ bấm này. Tăng lên chút xíu cho nó tách nhiều ra tí. Click ok. Bật cái layer tiếp theo lên. Cũng vào filter, cũng blur, cũng motion. Nhưng mà làm cho nó nhỏ lại. Đó, vừa vừa thôi. Và bật cái cuối cùng lên. Có thể nhân đôi thêm phát nữa. Cuối cùng cái nào là góc. Ok, cho này xuống đi. Tức là các bạn để sao cũng được ha, nhưng mà tại mình đang đặt tên gốc với gốc copy, nhiều lúc tí nữa nó bị loạn lên. Chúng ta riêng với cái này chúng ta có thể blur nó đi chút xíu, Gaussian blur. Để cho nó ảo ảo ra tí. Ok. Nó xuống này. Rồi. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ tạo khối, tức là cho những cái đường kẻ này á nó chạy theo cái đường mặt, tức là chỗ nào nó sáng thì nó sẽ phồng lên, rồi chỗ nào đen nó hạ xuống thì nó sẽ cho cái cảm giác 3D hơn. Hiện tại nó đang là khá là 2D. Thì cách làm như sau, chúng ta sẽ tắt hết cái này đi. Bật lại layer background. Các bạn sẽ tạo layer tạo adjustment layer là black and white. Click auto thì cũng được. Và sau đó lưu lại. Lưu lại ha, nhớ lưu lại và save as ha. Các bạn chọn save as, chọn một cái chỗ nào đấy, ví dụ như là đây mình sẽ đặt tên. Đặt tên ví dụ như là cho là map tút chẳng hạn thế.
mình sẽ save và xóa cái adjustment layer này đi cũng được, và bật lại cái layer cũ. Cái layer màu đỏ này mình tạm thời không có bật lên đâu, tại vì nó chỉ là cái để mà làm mẫu để mà lấy cái lúc đầu thôi. Đây các bạn có thể xóa đi cũng được, nhưng mà mình chắc ăn mình cứ giữ lại để mà lát nữa nhiều khi cần tới. Ok ha, như cái này blur ở đây, cái này mình sẽ nhân nó lên một lần nữa để giữ lại cái góc cái góc ok, để cho này xuống đi, tắt cái góc đi ha. Và mình sẽ sử dụng display map để làm cái vấn đề là cho nó theo những cái đường vùng sáng vùng tối vậy. Thì chúng ta sẽ vào filter distort và chúng ta sẽ chọn là display. Ở cái display này á, mặc định cái vùng ở trên và dưới hình như nó sẽ để là 10, tức là cái biên độ để mà nó kéo á, nó khoảng 10, nhưng mà đây mình sẽ chỉ để là khoảng cỡ 2 tới 3 thôi, ví dụ mình để 3 chẳng hạn thế. Còn displacement map thì mình sẽ để là sketch to fit undefined area thì mình sẽ repeat h pixel, tức là ở những cái vùng mà nó không xác định. Ok, nói chung là cứ 3 3. Cái chọn là sketch to fit và repeat h pixels. Mình sẽ click ok. Và sau khi click ok nó sẽ hỏi mày để cái map ở đâu. Thì cái map ở đây chọn là cái display map á, thì nó sẽ là cái map, tức là nó sẽ là cái file trắng đen hồi nãy mà mình lưu. Đó, thì mình sẽ mở ra, hồi nãy là map tốt ha, mình sẽ open và tự động nó sẽ nhảy, các bạn sẽ thấy nó hơi cong cong lên một chút xíu rồi. Ở đây chúng ta sẽ làm cho nó tăng hơn một chút xíu bằng cách là đè phím Ctrl F, hoặc là các bạn vào filter click vào cái display ở trên cùng này ha, nhưng mà nó có phím tắt là Ctrl F, ta cứ làm nhanh vậy thôi, Ctrl F một hai lần thôi, đừng có nhiều quá, kiểu như là đây hai lần là mình thấy cũng tạm ổn này, cũng hơi hơi dư rồi nhưng mà không sao. Thì chúng ta đã tạo xong cái khối ha. Việc tiếp theo chúng ta sẽ làm cho nó có chất EDM hơn bằng cách là có tí màu sắc, thì chúng ta sẽ sử dụng là gradient map và cái màu này á thì mình sẽ chọn ví dụ như là màu nền sẽ là màu xanh, và màu bên này nó sẽ là màu đỏ chẳng hạn thế. Ta cứ việc chọn màu mạnh tay thì ta tạm thời click ok. Và ở cái phần blending mode này của cái gradient map chúng ta sẽ để là color. Đó, thì đây có thể tha hồ chỉnh lại. Click đôi ha. Đó. Chọn đây và kéo nó sang chút xíu. Ôi, quá rồi. À. Thôi tạm thời vậy là ok. Đây ok ha. Thì ở đây tạm thời vậy là khá ổn. Thì chúng ta có thể chỉnh thêm một chút xíu, ví dụ như là tăng cái contrast lên. Tăng contrast lên chút xíu. Và chúng ta sẽ quay lại với những cái này. Ở đây tất cả những cái vùng gạch 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 này nó đang là nằm ở đều hết tất cả. Cho nên là mình sẽ làm cho nó vơi bớt đi bằng cách tạo layer mask cho nó ha, và sử dụng brush màu đen. Opacity lên 7 70 chẳng hạn thế, chúng ta sẽ bôi vào để mà xóa bớt đi chút xíu. Nó tương tự với cái ở dưới. Tương tự cái này luôn. Nó sẽ bôi luôn ở ngoài cũng được, chẳng có vấn đề. Ôi trời ơi. Mình sẽ bôi nó hiện ra. Ồ, vậy là nãy giờ làm vớ vẩn rồi. Không cần layer mask cũng được. Delete layer mask đi. Và cứ bôi thẳng trực tiếp cái màu đen lên trên này là được rồi. Nhưng mà nhớ để opacity và flow giảm xuống để chúng ta nó nhẹ nhàng thôi ha. Tức là bôi màu đen trực tiếp lên trên cũng được. Này. Delete layer mask. Delete layer mask. Bôi màu đen trực tiếp lên cũng được. Click click mấy cái thôi ha. Không cần nhiều đâu. Chủ yếu là để cho nó lạ hơn chút xíu. Rồi ok. Vậy là tạm thời xong.
Ê, việc tiếp theo nữa là chúng ta sẽ để coi cần gì thêm. Có thể là cho nó thêm chút ánh sáng, tức là chúng ta sẽ chọn những cái texture, là cái suộc. Đâu rồi, tinh tinh texture. Những cái like sáng như thế này chẳng hạn, các bạn sẽ tìm trên mạng về, hoặc là các bạn tải cái link mình đưa phía dưới, có thể chọn bất kỳ cái like nào, ví dụ như cái này chẳng hạn đấy. Ôi, nhớ cho nó lên trên quá này ha. Và phóng to lên. Phóng to bao nhiêu tùy ý các bạn. Và chợ để cho nó là screen. Đó, tha hồ mà hư cấu. À, chẳng hạn vậy. Giảm bớt opacity đi chút xíu. Play thêm vài cái nữa đi chẳng hạn. Nói chung là ở cái vùng mà màu sắc này chúng ta cứ thoải mái ha, chả có vấn đề gì. Lật ngang lên chẳng hạn thế. Để cho nó là screen. Rồi cứ phóng to ra thôi. Ngang. Rồi, giảm opacity đi chút xíu. Rồi. Tạm thời là ổn. Chúng ta có thể tăng thêm tí contrast bằng cách tạo một cái layer curve và vừa phải thôi. Rồi. Sau khi làm xong, chúng ta có thể Control Alt Shift E để gộp tất cả những cái layer ở dưới lại. Và ở cái layer này các bạn sẽ làm như sau: các bạn vào filter, chọn liquify, và ở đây chúng ta sẽ chọn cái brush mà bắt đầu là click để mà đẩy một số chỗ lên cho nó ra cái sóng. Đó, có thể thay đổi cái brush cho nó phù hợp. Đặc biệt lưu ý ở những cái vùng mà nó có cái đường 3D tự nhiên thì chúng ta sẽ đẩy cho nó mạnh lên hơn thôi ha. Cứ click và kéo lên chút xíu thôi. Ví dụ ở những cái đường biên này cho nó mỏng và bắt đầu click và kéo chuột đi thôi. Ví dụ những cái vùng tai này chẳng hạn thế, kéo chuột đưa lên thôi. Cứ làm từ từ thôi ha, tại vì những cái này thì chúng ta càng làm chi tiết bao nhiêu thì nó càng đẹp bấy nhiêu thôi. Ví dụ như là cái hình mẫu mà bạn đã đưa cho mình thử chẳng hạn thế, thì nó cứ nó thêm rất là nhiều cái texture mà mình cũng chưa biết là cái texture gì để mà mình thêm và nhìn cho nó giống. Và một phần đặc biệt nữa là thường những cái stock đấy người ta tự chụp hết, cho nên là nhìn nó sẽ đẹp hơn nhiều. Cho mình đi tìm những cái stock trên mạng thì khó khi nào nó hợp lắm. Đại khái vậy. Cứ cầm kéo lên, các bạn thấy nó phù hợp là ok rồi. Đại khái thế. Ok. Và ở cái góc hồi nãy mình còn giữ lại chút xíu này. Chúng ta sẽ vào là filter, chọn là distort và wave để mà cho cái này mình cho nó nhíu 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 ở ngoài ấy, chẳng hạn thế, cho nó size này cũng được. Các bạn cứ tăng là sao sẽ nó phù hợp và đẹp vậy. Ok, click ok. À, chẳng hạn vậy, ta sẽ cho nó xuống. Opacity giảm đi chút xíu. Đây sẽ nó chạy 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 vòng vòng vòng. Ok. Đấy là những cái bước làm. Mình sẽ gửi lại cho các bạn cái PSD các bạn tham khảo luôn ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này, và hy vọng là các bạn sẽ có nhiều cái sản phẩm đẹp để mà trưng bày.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và subscribe channel của mình ha. Cảm ơn các bạn.